chào mọi người. Hôm nay mà cái dịp bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn khu vực nuôi tôm hùm cũng như là thu hoạch tôm hùm. Xa xa kia là khu vực người ta nuôi tôm hùm đó các bạn, nuôi cả một vùng biển luôn đó. Ở nơi đây là nước là trong sạch, không có gió nhiều cho nên là họ nuôi được tôm hùm. Tôm hùm vào mùa này là đang thu hoạch chúng ta sẽ xuống xem thử họ thu hoạch như thế nào nha các bạn. Đi được không? Được. Ta vào cả cổng xem thấy ra tôm người lòng người ta xúc ở trong các cái phi rồi đem vào đây.
ở trên kia là người ta lựa tôm và căng sức. Quang cảnh vùng biển này rất là đẹp. Đây là ảnh nhập cá các ghê. Đây xuất hình tôm không con? Tôm mà.
Hey, tôi xúc rồi.